Mazda 3 2010 nó bị tắt giảm nóng hay kim nọc. Kim nọc. Và bây giờ nó còn giữ ở mức độ này luôn. Áp rất sâu. Như hôm trước mà chưa làm nên là áp lên rất cao luôn. Áp lúc nào cũng lên tầm nó khoảng 250. 250 300. Bây giờ này. Cái lỗ thế nó hồ rồi nhưng mà áp rất đẹp luôn. Bản rất sâu mà kia nếu như khi nó bị áp nó cao hay là đi trên đường thì nó mới mát, nhưng mà đỗ tại chỗ thì là nhiệt độ lên rất là cao, nhiệt độ trong xe nhiệt độ này nó lên tầm khoảng 10 độ thôi, mát không sâu. Nguyên nhân chính là nó là tắt cái dàn nóng lên kim nọc. Lạnh như này không? Bát hết mồ hôi. Xe này. Này mình chia sẻ cho anh em cái ban bệnh này nhá. Mazda 3 2010. Trong khi đó là khách hàng đã thay lốc mới rồi. Đấy, khách hàng thay lốc mới rồi nhưng mà mát nó không sâu. Khách hàng thay lốc mới không mát luôn. Có đi một lúc con lóng máy này là không mát. Bây giờ lỗ tại chỗ này. Rất ok luôn, áp rất đẹp. Chuẩn luôn. Đây đấy. Đây mình về chia sẻ với anh em những cái ban bệnh nhá. Mà anh em yêu thích ô tô, sở hữu ô tô thì đăng ký kênh YouTube. Mình sẽ thường xuyên ra những cái video xử lý các cái ban bệnh.